Xin chào bạn, video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để tối ưu trong quá trình dựng đối với những file có độ phân giải cao trên phần mềm DaVinci Resolve. Hiện tại mình có một cái file có độ phân giải là 8K và frame rate nó là 23.976 được quay trên máy RED. Các bạn xuống dưới phần Project Setting, ở phần Timeline Resolution thì mình sẽ chọn một cái độ phân giải cho cái timeline. Các bạn kéo xuống hết cỡ ha. Thì ở đây thì các bạn thấy có một cái độ phân giải là 8K, 81924320, nó cùng với độ phân giải của file gốc chúng ta, nhưng mình sẽ không chọn đối với độ phân giải này. Bởi vì khi mà mình chọn độ phân giải này thì máy của mình nó sẽ bị văng ra ngay. Rồi mình sẽ chọn độ phân giải là 40962160. Rồi ở frame rate mình sẽ chọn đúng với cái frame rate của cái file gốc là 23.976. Save lại. Sau đó các bạn sẽ đưa cái file này xuống dưới phần Media Pool, chuột phải chọn Create New Timeline. Sau đó các bạn sẽ qua Edit Page. Giờ mình sẽ playback cho các bạn xem. Thì đối với cái độ phân giải này, máy của mình nó vẫn load đúng thời gian thực các bạn nhé. Có nghĩa là sao? Nếu như máy của các bạn load không nổi, có nghĩa là nó sẽ chạy không đúng thời gian thực khi các bạn xem review, thì các bạn sẽ để ý ở cái con số này. Thì hiện tại cái con số này nó hiển thị là 23.976 và có một cái chấm màu xanh như thế này, có nghĩa là nó chạy đúng thời gian thực. Còn nếu như chạy không đúng thời gian thực thì cái con số này nó không nhảy tới 23.976, các bạn lưu ý. Thì cái việc mà chúng ta có thể tối ưu trong quá trình dựng đối với những file lớn như thế này thì chúng ta có những cái cách khác nhau. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng một cái cách, đó là Proxy Media, khá chỉ là quen thuộc nếu như bạn nào đã sử dụng Premiere Pro hay là những phần mềm khác. Thì đối với phiên bản 17 nó mới có các bạn nhé. Nếu như bạn sử dụng những phiên bản 16 trở về trước thì nó sẽ không có cái thuộc tính này. Rồi các bạn qua Media Pay thì các bạn sẽ chọn cho mình cái chế độ xem, đó là List View. Tiếp theo thì các bạn sẽ tích chuột phải vào đây, các bạn sẽ tích vào proxy. Rồi các bạn tích ra ngoài. Thì ở việc mà chúng ta tích thì các bạn có thể tích ở đây cũng được nè. Có nghĩa là chúng ta tích vào cái chữ, các bạn lưu ý. Thì ở đây thì các bạn thấy là none, có nghĩa là chúng ta chưa tác động gì về cái thuộc tính proxy. Proxy có nghĩa là nó sẽ nén những file lớn về một cái định dạng mà chúng ta sẽ chỉ định. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chuột phải nè. Nó có một cái thuộc tính đó là generate proxy media. Thì đầu tiên thì mình sẽ vô phần project setting trước. Các bạn sẽ kéo xuống đây. Ở đây có một cái thuộc tính là Optimize Media. Phần Proxy Media Resolution ở đây mặc định chương trình nó sẽ để là True Automatic, các bạn lưu ý. Chương trình nó sẽ để mặc định như thế. Rồi thì mình sẽ setting một cái format và cái độ phân giải tùy chọn. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái độ phân giải là 1A, có nghĩa là nó sẽ giảm 1/8 so với cái file gốc của mình. Còn nếu như là quarter là có nghĩa 1/4, setting là 16, các bạn lưu ý. Rồi mình để là 1/18. Rồi cái format mình để H264, thì H264 thì nó sẽ nén và nó sẽ nhẹ hơn trong quá trình chúng ta dựng. Các bạn xuống Working Folder thì ở đây các bạn sẽ thấy cái đường dẫn mà sau khi chúng ta proxy, có nghĩa là sau khi chúng ta nén xuống thì nó sẽ lưu ở đâu. Nó sẽ lưu ở đây các bạn nè. Đây là trên máy của mình nó sẽ lưu mặc định đây. Rồi mình sẽ tìm ở đường dẫn này. Rồi ổ C Vol Proxy Media. Đấy, thì đây là cái đường dẫn. Thì hiện tại các bạn sẽ không thấy cái file nào bởi vì chúng ta chưa tiến hành proxy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chọn Save lại. Sau đó thì các bạn sẽ chuột phải nè, chọn Generate Proxy Media. Thì chương trình nó sẽ tiến hành proxy, nghĩa là chương trình nó sẽ nén xuống 1/8. Thì cái việc nó nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào cái độ phân giải cũng như là cái cấu hình máy của chúng ta, các bạn lưu ý. Rồi sau khi chương trình nó đã nén xong thì các bạn thấy ở chỗ proxy này nó hiển thị là cái độ phân giải là 1024540, có nghĩa là nó sẽ giảm 1/8 so với cái độ phân giải là 8K ở đây. Rồi mình mở lại cái thư mục ở đây. Đây là cái file sau khi mà chương trình nó đã nén xuống. Các bạn thấy không? Đó là cái format H264 và cái độ phân giải ở đây. Rồi cái bước tiếp theo thì các bạn sẽ qua Edit Page. Khi đó chúng ta sẽ playback. Thì sau này chúng ta playback như thế này á, là nó sẽ playback đối với cái file là 1024536 giống như hồi nãy. Và các bạn lưu ý phần nữa là playback ở đây bắt buộc chúng ta phải tích vào View Proxy Media thì chương trình nó mới tiến hành là sử dụng cái file đó. Còn nếu như các bạn bỏ tích chọn đi thì nó sẽ trở về cái file định dạng cũ, đó là 8K. Các bạn lưu ý nha. Rồi thì sau này ví dụ như trong quá trình chúng ta dựng xong thì chương trình nó đã lưu những cái file này, các bạn lưu ý nè, thì các bạn có thể xóa những cái thư mục này đi để cho
dọn bớt cái ổ cứng các bạn lưu ý. Còn nếu như các bạn đã xóa đi rồi, sau này chúng ta muốn sử dụng proxy lại thì bắt buộc các bạn phải tiến hành proxy lại. Đây, đây là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng nhanh nhất. Đối với những phiên bản trước thì chúng ta sử dụng Optimize nè, Gencode. Thì các bạn sẽ vào file Media Manager ở đây. Cái việc Gencode thì chúng ta sẽ tiến hành những thao tác thì nó sẽ mất thời gian hơn so với proxy hiện tại. Rồi, trong quá trình dựng, ví dụ như trường hợp các bạn đã proxy rồi nhưng mà chương trình nó vẫn load không đúng thời gian thực, có nghĩa là nó không chạy đúng với frame rate đó, thì chúng ta còn thêm một cái bước nữa là các bạn vào playback nè, nó có một cái thuộc tính là timeline proxy mode. Các bạn có thể là chọn half, là cái là lúc đó nó sẽ nén xuống một nửa nữa, còn quarter là 1/4, lúc đó thì các bạn sẽ playback. Thì khi các bạn playback thì chương trình nó sẽ playback và cái màn hình này nè nó sẽ giảm chất lượng xem xuống, các bạn lưu ý. Thì sau này ví dụ như các bạn có nhiều file thì các bạn sẽ quét chọn tất cả các file mà các bạn muốn proxy. Bởi vì hiện tại mình ví dụ thì mình chỉ có một cái file như này. Rồi các bạn lưu ý ha. Nếu như sau này ví dụ như chúng ta proxy xong, chúng ta không muốn sử dụng cái độ phân giải này, thì các bạn có thể là bỏ tiết chọn nó đi. Các bạn vào playback và bỏ tiết chọn view proxy này đi. Thì lúc đó thì nó sẽ trở về lại cái file gốc của chúng ta. Bài hôm nay thì mình sẽ xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng proxy này để trong quá trình chúng ta dựng nó trơn tru, cũng như là các bạn sẽ review xem được đúng cái thời gian thực của nó. Xin chào các bạn.